Hương Anh xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thân giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Yên phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình à, tối thứ hai ngày 9 tháng 1. Quý vị nào đang ở California thì trong những ngày vừa qua quý vị đã chứng kiến cơn bão đổ bộ vào đặc biệt là miền Bắc California và đã có những cái trận mưa lớn trong những ngày vừa qua trong cuối tuần vừa qua và nếu như ngày thứ sáu thì hương giang đã chia sẻ với quý vị bản tin là một cậu bé 3 tuổi đang ở trong căn nhà của mình và bị cây đổ xuống làm thiệt mạng thì quý vị biết tại một cái thành phố ở miền trung california thành phố baso Robles một cậu bé 5 tuổi được mẹ chở đi học buổi sáng và nước lụt đã cuốn chiếc xe và những người đã những người cứu hộ tìm cách cứu được nhưng mà chỉ cứu được bà mẹ thôi còn cậu bé cho đến giờ nhà chức trách vẫn chưa có tìm ra đây là một bản tin hết sức là đau lòng và mưa trong những ngày sắp tới vẫn tiếp tục đổ xuống vùng vịnh San Francisco của chúng tôi và đổ xuống Cali à, trên xa lộ 101 theo hướng nam thì đã có nhiều đoạn đóng cửa xa lộ bởi vì tình trạng nước ngập rất là lớn và đã có những nơi nhà chức trách buộc phải di tản bởi vì do đất sạt lở và có những căn nhà không đâu xa ngay tại phía đông vịnh San Francisco của chúng tôi tức là gần cái khu mà Hương Giang ở đã có những cái căn nhà được nhà chức trách là để cái 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 giấy màu đỏ tức là rất là nguy hiểm và bắt buộc người dân phải di tản và Tổng thống à, Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho California sau yêu cầu của thống đốc Gavin Newsom. Trước đó và tuần trước, ông Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp để các cơ quan cứu trợ của tiểu bang có thể đến được những nơi và có những cái chương trình để hỗ trợ những nơi cần thiết. Thì liên bang cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho California để có thể là chuyển những cái nguồn cứu trợ của liên bang đến cho tiểu bang và tình hình diễn biến bão sẽ vẫn còn phức tạp trong những ngày tới theo nhà khí tượng thì trong những ngày tới thì chúng tôi vẫn còn nhận có rất là nhiều à, lượng mưa đổ xuống và california thưa quý vị vẫn còn nhiều nơi đang thiếu nước và quý vị nào đang ở california đặc biệt là quý vị nào đang ở những vùng khác ở trên nước mỹ mà đang có thời tiết khắc nghiệt quý vị hãy nhớ cẩn thận và bản tin lớn trong ngày hôm nay đó là bản tin liên quan đến tài liệu mật của chính phủ từ thời ông Joe Biden làm phó tổng thống được tìm thấy tại một văn phòng tư của tổng thống Joe Biden trước đây và bạn đây là bản tin lớn nhất vào ngày hôm nay và Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ tin tức gửi đến quý vị. Nhưng mà quý vị biết là trong thứ sáu vừa qua, không biết là trong phần tin mà Hương Giang có chia sẻ ở phần tin à, chương trình thứ sáu với luật sư hữu Hoàng Duyên, Hương Giang không nhớ là mình có chia sẻ với quý vị vụ một cậu bé học sinh 6 tuổi lớp 1 ở tiểu bang Virginia, Newport News, thành phố Newport News đã đem súng vào trường học và bắn cô giáo 25 tuổi của mình khiến cho cô giáo bị thương nặng. Và cái vụ nổ súng này nó gây chấn động và cho đến tận bây giờ. Ngày hôm nay thì nhà chức trách địa phương đã tổ chức cuộc họp báo và cảnh sát trưởng thành phố Newport News đã cho biết là cậu bé này sau khi nhà chức trách thẩm vấn cậu bé cùng với người mẹ thì cho biết là nam sinh nhỏ này đã lấy khẩu súng Taurus 9 ly của người mẹ và khẩu súng này được mua hợp pháp cậu ta lấy lén lấy rồi bỏ vào ba lô đem tới trường thông tin trước đây thì cho biết là đã có một vụ ẩu đã xảy ra cho nên là học sinh đã rút súng bắn cô giáo nhưng mà trong buổi họp báo ngày hôm nay thì cảnh sát trưởng đã bác bỏ tin tức này cho biết là không hề có ẩu đã hay là tranh chấp gì xảy ra trong lớp học và lúc đó cô giáo đang hướng dẫn các học sinh thì cậu nam sinh này nghi can gọi là tiểu nghi can hương gọi là tiểu nghi Cang đã rút khẩu súng của mẹ mình ra và bắn cô giáo khi mà cô giáo vừa đưa tay lên và cái viên đạn đó xước qua bàn tay của cô giáo và găm vào ngực ở phía trên cô giáo được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà quý vị biết là cảnh sát trưởng cũng cho biết là mặc dù bị thương nặng như vậy nhưng mà cô giáo trẻ 25 tuổi đã tìm cách đưa hết tất cả các em học sinh ra khỏi lớp học và cô là người cuối cùng bước chân ra khỏi lớp học ngoài cái cậu nghi can tiểu nghi can này và qua băng hình giám sát được camera giám sát gắn ở cái hành lang cho thấy là các em học sinh từ lớp học này đã chạy túa ra bên ngoài chạy tán loạn mà khi cảnh sát đến hiện trường thì chứng kiến được là tiểu nghi can này đã tìm cách chống trả đánh trả một nhân viên giáo vụ đang tìm cách khống chế cậu bé và cuối cùng thì cậu bé bị cảnh sát bắt giữ hiện nay thì cậu bé này đang được đánh giá tình hình sức khỏe vẫn đang còn nằm trong bệnh viện và dưới sự giám hộ dưới sự giám sát của nhà chức trách cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều câu hỏi mà vẫn chưa có lời giải đáp đặc biệt là nguyên nhân nào mà cậu bé này lại lấy súng của mẹ lên bắn cô giáo và thứ hai nữa là trách nhiệm của bố mẹ trong vụ này như thế nào có chịu trách nhiệm hình sự hay không. Còn rất là nhiều câu hỏi. Nhưng mà kể từ năm 1970 đến nay quý vị biết là đã có hàng trăm vụ nổ súng mà nhắm vào nhân viên trường học, nhắm vào nhân viên giáo vụ, kể cả là tài xế xe, xe bus, kể cả là nhân viên giáo vụ bình thường hay là hiệu trưởng hay là cố vấn cho hiệu trưởng, phụ tá cho hiệu trưởng rất là nhiều. Nhưng mà tiểu nghi can này được xem là nghi can nhỏ tuổi nhất trong những vụ như vậy. Hết sức là đau lòng. Tại Oklahoma thì cũng đã có một vụ là hai bố mẹ đang ngủ ở lầu trên thì cô chị 12 tuổi không biết vì lý do gì đã cầm dao đâm em trai 9 tuổi của mình và lên dựng bố mẹ dậy cho biết là mình vừa mới đâm em trai. Cậu bé 9 tuổi này được đưa cấp cứu, trải qua phẫu thuật nhưng mà cũng không có cứu được. Những cái bản tin như vậy nhiều lắm quý vị mỗi một ngày và rất là đau lòng. Cho nên mặc dù chúng ta chưa có biết là cái motive thực sự nguyên nhân mà xảy ra những vụ này như thế nào, đặc biệt là vụ mà học sinh lớp 1 bắn cô giáo nhưng mà Hương Giang cũng kêu gọi quý vị nếu mà quý vị nào có con nhỏ, có con cháu nhỏ tuổi thì cũng phải nên theo sát các em. Và bây giờ quý vị biết là vào tối thứ sáu ngày hôm tối thứ sáu Hương Giang làm chương trình với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và chúng tôi đã kết thúc chương trình lúc đó cũng gần một tiếng rưỡi thì Hạ Viện Hoa Kỳ bỏ phiếu vòng thứ 14 và Kevin McCarthy vẫn thất bại và khi mà Hương nhà kết thúc chương trình là lúc đó theo yêu cầu của Matt Gates là bỏ phiếu hoãn lại cái thủ tục uh, bầu chủ tịch hạ viện cho đến thứ hai nhưng mà cuộc bỏ phiếu này đã thất bại và chính vì vậy và ngay tối hôm đó gần trước nửa đêm thì hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vòng thứ 15 và trong cái cuộc bỏ phiếu này thì Kevin McCarthy đã trở thành chủ tịch hạ viện và ngày hôm nay hạ viện dưới quyền lãnh đạo của Kevin McCarthy đã bắt đầu hoạt động. Kevin McCarthy đã nhượng bộ rất là nhiều điều, rất là nhiều điều những cái chương trình nghị sự cho cái toán gọi là cái toán bảo thủ cực đoan. Và ông ta đã trải qua 15 vòng bỏ phiếu đầy nhục nhã để có thể cầm cây búa trong tay. Nhưng mà hạ viện Hoa Kỳ, cụ thể ở đây là Cộng hòa còn hết nỗi loạn của ờ hoảng loạn hay không thì vẫn là còn một cái câu hỏi một cái câu hỏi trúng cử đắc cử vào cái ghế chủ tịch hạ viện rồi và quản trị như thế nào là một cái công việc hoàn toàn khác và quý vị biết là sau cái bầu cử vừa rồi đó thì cũng có rất là nhiều tin tức chẳng hạn như là một đồng nghiệp đã đến khi mà sau cái vòng bỏ phiếu 14 khi mà số phận của Kevin McCarthy nằm trong tay Matt Gates thì đã có một số nhà lập pháp đến trao đổi hết sức là gay gắt với Matt Gates và sau đó quý vị biết là sau khi mà Kevin McCarthy đắc cử thì nhân vật Marjorie Taylor Greene bị đẩy rất là nhiều bà ta đã có những hành động mà bên ngoài được cho là ngứa mắt vô cùng thấy một sự nịnh nọt rõ ràng và ngày hôm nay thì đã có những cái lời giải thích các đồng nghiệp mà đã đến nói chuyện gọi là gay gắt với Matt Gay thì cũng đã giải thích là họ không hề có ý mà có những cái hành động hay cử chỉ bạo lực. Và cái bản tin ở đây cho thấy là cái sự hỗn loạn của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vẫn chưa có hồi kết, chắc là vẫn còn nhiều. Nhưng mà Hạ viện dưới quyền kiểm soát của Kevin McCarthy dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa vào ngày hôm nay đã bỏ phiếu về cái cái gói về quy định của Hạ viện. Tức là sau khi mà bỏ phiếu xong thì đây là những cái quy định mà Hạ viện dưới quyền kiểm soát nhiệm kỳ dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa sẽ thực hiện mà chúng ta đã biết những cái đài điều khoản. Thứ nhất là hạn chế cái thẩm quyền của chủ tịch Hạ viện. Bây giờ chỉ cần một thành viên trong Hạ viện mà không ưa chủ tịch hạ viện thì đều có thể là buộc hạ viện bỏ một cái cuộc bỏ phiếu thực hiện một cái cuộc bỏ phiếu trước phế chủ tịch hạ viện đây là một cái yêu sách từ toán các nhà lập pháp bảo thủ cực hữu đưa ra và Kevin McCarthy vì muốn cầm cây búa quá cho nên đã chấp nhận tức là ông ta được xem là đã bán linh hồn cho quỷ dữ và một số những yêu sách khác chẳng hạn như là người của cái toán bảo thủ cực hữu này được vào trong những cái ủy ban gọi là những cái ủy ban then chốt chẳng hạn như ủy ban quy định hạ viện ủy ban này là ủy ban sẽ quyết định là dự luật nào sẽ được đưa ra bỏ phiếu trên sàn hạ viện và bỏ phiếu dưới hình thức nào tất cả những cái yêu sách đó đã được kevin mccarthy đồng tình để có thể trở thành chủ tịch hạ viện ngoài cái ngoài việc bỏ phiếu về cái gói quy định thì vào ngày hôm nay cái dự luật đầu tiên được hạ viện của cộng hòa đưa ra bỏ phiếu đó là dự luật hủy hơn 71 tỷ mỹ kim mà quốc hội trước đây đã thông qua và dành cho tức là hạ viện trước đây vào năm ngoái đã thông qua dành cho nhân viên ias nhân viên sở thuế để sở thuế có thể tăng cường thêm nhân viên tăng cường trang thiết bị để phục vụ cho các công việc mà liên quan đến thuế nó nhanh chóng hơn và cộng hòa trong quá trình mà vận động tranh cử thì họ hứa là họ sẽ hủy cái khoản tiền này và cái dự luật đầu tiên vào ngày hôm nay là cộng hòa theo như lời hứa đã bỏ phiếu và bỏ phiếu theo lằn ranh đáng phái 210, 220 với 213 trong đó có một lá phiếu của cộng hòa đã đào tẩu đứng về phía dân chủ. Nhưng mà số phận của dự luật này thì được xem là rất là mờ, rất là mờ mịt bởi vì khi mà lên tới thượng viện thì thượng viện bây giờ đang nằm dưới quyền kiểm soát của dân chủ thì khó lòng mà dự luật này được thông qua. Và quý vị biết vào ngày hôm nay truyền thông cho biết là công tố viên đặc biệt ông Jack Smith vào tháng trước cách đây khoảng một tháng đã tống trách đòi đến Rudy Giuliani cựu luật sư tư của ông Donald Trump và cũng là cựu thị trưởng thành phố New York người gắn dính rất là nhiều vụ bê bối và họ đòi là ông Rudy Giuliani cung cấp thông tin về những cái khoản tiền mà ông ta nhận được chung quanh cái bầu cử năm 2020 chúng ta biết rồi Rudy Giuliani đã đại diện cho ông Donald Trump để đơn rất là nhiều vụ kiện nhằm đảo ngược kết quả bầu cử và truyền thông cũng cho biết là ngoài Rudy Giuliani thì còn có một số người khác trong vòng thân cận của ông Donald Trump cũng đã bị toán điều tra của ông Jack Smith tống chát đòi, bị đại bộ thẩm đoàn của ông Jack Smith tống chát đòi gửi giao nộp Thông tin mà liên quan đến những cái nguồn tiền mà họ nhận được từ Safe America Park Tức là tổ chức hành động chính trị của bảo thủ của ông Donald Trump Mang tên Safe America Quý vị biết là sau bầu cử thì Safe America họ đã uh, gây quỹ được khoảng 250 triệu Mỹ Kim Dựa vào đâu? Dựa vào cái tuyên bố sai trái rằng bầu cử bị gian lận tràn lan Chính vì vậy bầu cử bị lúng đoạn nên Donald Trump mới đã đánh cắp cái cuộc bầu cử khỏi tay Donald Trump và như vậy họ gây quỹ trong vòng thời gian ngắn là 250 triệu Mỹ Kim và họ đã dùng cái số tiền này để chi trả lệ phí luật sư cho những luật sư đại diện cho ông Donald Trump trong những cái vụ kiện đảo ngược kết quả bầu cử hay là những cái vụ kiện mà liên quan đến ngày 6 tháng 1 Bản tin không cho biết là Rudy Giuliani đã thực thi cái trác đòi này hay chưa, ông ta có hợp tác hay không. Nhưng mà ông ta có thể bất hợp tác với Ủy ban đặc biệt Hạ viện ngày 6 tháng 1. Ủy ban này đã được giải tán rồi, nhưng mà đối với một cuộc điều tra đại bộ thẩm đoàn thì khó lòng mà có thể là chống lại trác đòi. Cũng liên quan đến cuộc điều tra vào ngày hôm nay cũng có một bản tin tương đối lớn đó là tòa thượng thẩm quận Phu Tân ở tiểu bang Georgia. Ông tòa ông đã gửi ra thông báo là theo đa số của đa số thẩm phán tòa thượng thẩm quận Phu Tân đã bỏ phiếu thì đồng tình giải tán đại bồi thẩm đoàn đặc biệt điều tra Donald Trump và các đồng minh đã can thiệp vào bầu cử của tiểu bang Georgia. Nói ngang đây thì quý vị có lẽ đã biết rồi Đây là cuộc điều tra của bà biện lý quận Phú Tân Bà Fanny Wallace Cuộc điều tra này được xem là một trong những cuộc điều tra Mà nguy cơ pháp lý rất là lớn Đối với ông Donald Trump Bởi vì họ có bằng chứng Bằng chứng là gì? Bằng chứng đó là Đoạn băng ghi âm Ghi lại cuộc điện đàm mà Donald Trump Đã gọi điện cho chánh thư ký của tiểu bang Đó là ông uh, Brad Rostenberger yêu cầu ông Rasmussenberger phải tìm sao cho đủ 11.780 phiếu để Donald Trump có thể chỉ cần hơn một phiếu thôi Donald Trump có thể đảo ngược kết quả bầu cử đảo ngược cái thất bại của mình tại Georgia có bằng chứng đàng hoàng và cuộc điều tra này được bà Fanny Willis khởi sự ngay sau khi mà cái đoạn băng này được tiết lộ ra ngoài và họ đã tòa đã đồng ý cho triệu tập đại bồi thẩm đoàn đặc biệt bây giờ trong cái án lệnh ngày hôm nay thì ông tòa ông nói rất là rõ đại bồi thẩm đoàn đặc biệt à, theo luật thì không có cái thẩm quyền mà đưa ra cáo trạng nhưng mà họ được phép là đưa ra đề nghị cho những cái hành động tiếp theo và đề nghị của họ được ghi trong cái báo cáo cuối cùng và ông tòa ông cho biết là họ được phép đề nghị là có công bố cái báo cáo của họ công bố toàn bộ hay là công bố từng phần hay là bất cứ phần nào và sẽ công bố dưới hình thức nào tức là họ có quyền được đề nghị như vậy và ông tòa ông phải nghe theo và tòa cho biết là đại bộ thẩm đoàn đặc biệt lần này thì họ cho biết là họ đã bỏ phiếu và đồng ý là sẽ công khai tòa công khai cái bản báo cáo cuối cùng của họ nhưng mà ông tòa ông cũng ghi rõ là có một cái câu hỏi chưa được giải quyết, có một vấn đề chưa được giải quyết đó là câu hỏi là liệu cái báo cáo cuối cùng này có phải là tuyên bố chính thức hữu thể hay không? Cho nên vấn đề này thì ông sẽ giải quyết vào ngày 24 tháng 1 sắp tới và lúc đó thì cả bên công tố viên cũng như là cả truyền thông có thể đưa ra những cái lập luận của mình và như vậy thì đại bồi thẩm đoàn này đã được à, được giải tán mà được giải tán đại bộ thẩm đoàn này như hương nhân nói là họ không có đưa ra được cáo trạng nhưng mà bà fanny willis sẽ là người quyết định là nghe theo cái đề nghị của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt này hay không và nếu như mà muốn truy tố thì bà phải cậy đến đại bồi thẩm đoàn thông thường của mình bà trình bày cho họ cái đề nghị của bên đại bồi thẩm đoàn đặc biệt và đại bồi thẩm đoàn thông thường sẽ đề nghị lại sau khi nghe xong họ sẽ đề nghị lại là có nên truy tố hay không và nên truy tố ai chúng ta biết là Rudy Giuliani luật sư của ông ta cho biết trước khi mà ông Rudy Giuliani phải ra trả lời thẩm vấn trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thì luật sư cũng xác định là Rudy Giuliani có thể là theo thông báo là có thể là sẽ lãnh những cái cáo buộc bên cạnh đó là một số người khác cũng đã nhận được cái thông báo từ uh, cuộc điều tra này các công tố viên cho biết họ là đối tượng của cuộc điều tra này bây giờ từ một cuộc điện thoại mà khi khởi sự cái cuộc điều tra này và trong quá trình điều tra thì chúng ta thấy rõ ràng là bà fanny willis bà đã đặt trọng tâm vào đâu vào cái cuộc điện đàm mà trâm gọi cho rafenberger vào đâu nữa và 16 đại cử tri giả tại Georgia, những người Cộng hòa tuyên bố là họ là cử tri hợp pháp bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Rồi cái gì nữa? Rudy Giuliani đã ra trước các ủy ban lập pháp của tiểu bang để trình bày những cái chứng cớ, những cái thông tin hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn sai trái. Rồi một điện lý Hoa Kỳ tại Atlanta đã bất ngờ từ chức, vân vân và vân vân. Tức là nó nảy sinh ra rất là nhiều vấn đề trong cái nỗ lực can thiệp vào bầu cử tại Georgia. Và à, quý vị biết là ngày hôm nay thì tối cao pháp viện họ cũng đã từ chối xem xét xét xử một cái vụ kiện. Mà vụ kiện này là vụ kiện của một nguyên đơn. Kiện ai? Kiện ba trăm mấy chục nhà lập pháp của liên bang tại quốc hội và kể cả ông Joe Biden và Kamala Harris lý do là những nhà lập pháp này đã cùng với phó cựu phó tổng thống Mike Pence nữa những nhà lập pháp này đã bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 cho Joe Biden vụ kiện này là nhằm trúc phế Joe Biden và khôi phục lại ông Donald Trump Tối cao pháp viện đã đưa ra cái quyết định là họ không có xét xử vụ này. Có nghĩa là đẩy lại cho tòa cấp dưới. Mà tòa cấp dưới thì nguyên đơn đã thua rồi bởi vì tất cả những của tòa cấp dưới họ đều cho rằng là họ không có thẩm quyền tài phán để xét xử cái vụ này. Và một luật sư đặc biệt bà Jenny Ellis. Jenny Ellis là luật sư tư của ông Donald Trump. Người cũng dính tới cái cuộc điều tra đại bộ thẩm đoàn đặc biệt của bà Fanny Wallace tại tiểu bang Georgia. Nhưng mà bà này ngày hôm nay ngay sau khi mà tối cao pháp viện thông báo, thì bà đã lên trên mạng Twitter bảo rằng là hoàn toàn đồng tình với quyết định của uh, tối cao pháp viện bởi vì nó không có gì mà bất ngờ và nó đã được dự nó hoàn toàn đúng đắn và đã được dự báo trước. Bởi vì theo hiến pháp thì tối cao pháp viện không có thẩm quyền tài phán can thiệp vào cái chuyện của quốc hội là liệu các ủy ban có điều tra hay là không điều tra bởi vì cái vụ kiện đưa ra cái lập luận là các ủy ban của quốc hội đã không có chịu điều tra nước ngoài đã can thiệp làm lũng đoạn bầu cử gây thiệt hại cho ông Donald Trump. Thì theo hiến pháp quy định là tối cao pháp viện không có quyền can thiệp vào cái công chuyện nội bộ của quốc hội. Họ điều tra hay không điều tra đó là công việc của quốc hội và tố cao pháp viện không có quyền can thiệp. Ngay cả Jenny Will Alice cũng đồng, đồng, tình với cái quyết định này. Điều này cho thấy là những cái cuộc những cái vụ kiện gọi là những cái vụ kiện phù phiếm những cái vụ kiện liên quan đến bầu cử năm 2020, những vụ kiện mà tìm cách đưa trăm trở lại tòa bạch ốc là những cái vụ kiện phù phiếm nó không có đi đến đâu đến đâu nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục. Và quý vị biết như Hương Nhan chia sẻ trong phần mở đầu, ngày hôm nay bản tin lớn nhất là bản tin cách đây vào năm ngoái, tức là vào mùa thu năm ngoái, chỉ vài ngày trước khi mà Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm ông Jack Smith làm công tố viên đặc biệt giám sát hai cuộc điều tra. Cuộc điều tra ông Donald Trump đem tài liệu về Mar-a-Lago cất giữ rồi còn chống đối. Nhà chức trách không có chịu giam nộp chúng trở lại. Thứ hai là nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử dẫn đến cái cuộc bạo động điện Capitol. Đây là hai cuộc điều tra song song. Và Merrick Garland đã bổ nhiệm Jack Smith làm cái công tác giám sát mà một tháng trước như Hương Nhân chia sẻ là Jack Smith đã tống chắc đòi đến Rudy Giuliani. Vài ngày trước khi mà Merrick Garland bổ nhiệm Jack Smith làm công tố viên đặc biệt, thì các luật sư tư của Tổng thống Joe Biden, khi mà họ dọn dẹp văn phòng tư của ông Joe Biden, đây là một cái trung tâm, nghiên cứu cái trung tâm về à, ngoại giao và tương tác toàn cầu của ông Joe Biden đặt tại Washington. Và các luật sư đã vô tình tìm thấy khoảng 10 tài liệu mật của chính phủ đề ngày mà từ cái thời ông Joe Biden còn làm phó tổng thống. Tức là lâu lắm rồi. Và ngay lập tức thì các luật sư của ông Joe Biden đã liên lạc với cơ quan lưu trữ quốc gia và ngày hôm sau họ giao lại toàn bộ 10 tài liệu này. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm nay cho biết là họ hợp tác đầy đủ với nhà chức trách và sau những cái gì xảy ra thì Bộ Tư pháp đã nhảy vào cuộc. Và đã có một cái quyết định bất thường, một cái sự chọn lựa bất thường. Đó là họ chọn biện lý Hoa Kỳ là ông Loss. Ông Loss, quý vị biết, đây là một trong hai biện lý Hoa Kỳ. Ông cùng với biện lý Hoa Kỳ Raskin là biện lý Hoa Kỳ đang à, điều tra Hunter Biden. Đây là hai biện lý Hoa Kỳ do ông Donald Trump bổ nhiệm, do Cộng hòa bổ nhiệm mà vẫn còn lại làm việc dưới thời của ông Joe Biden mà bạn đặc biệt ông Ross này thì quý vị biết rồi là ông được hai nhà lập pháp của dân chủ tại tiểu bang Illinois yêu cầu chính phủ Joe Biden vẫn giữ lại bởi vì khi đó ông đang thụ ông đang điều tra về phát ngôn nhân của hạ viện tiểu bang Illinois đây là một người dân chủ và cuối cùng ông này đã bị kết tội bị truy tố bị kết tội một loạt những cái tội danh gian lận và tham nhũng mà chính vì vậy thì ông Lodge bây giờ vẫn còn làm việc dưới, dưới, dưới cái vai trò là biện lý Hoa Kỳ dưới thời của ông Joe Biden. Bây giờ quay trở lại, sau khi mà nhận được thông tin như vậy thì Bộ Tư pháp họ đã nhảy vào cuộc và họ muốn tìm hiểu xem là chuyện gì đã xảy ra để có những cái bước đi tiếp theo. Và như Hương Nhân nói là lãnh đạo của Bộ Tư pháp họ đã đưa ra một cái quyết định bất thường là ông Merrick Garland đã giao nhiệm vụ cho ông Lodge tức là một biện lý Hoa Kỳ được ông Donald Trump bổ nhiệm, tiến hành điều tra việc tài liệu mật nằm trong văn phòng tư của ông Joe Biden. Cộng hòa trước bản tin này, đặc biệt là Kevin McCarthy đã nhảy vào chỉ trích dân chủ, còn ông Donald Trump thì hỉ hả, rất là hỉ hả. Donald Trump ngay lập tức lên mạng trút social bảo rằng khi nào thì FBI sẽ đột kích nhà các nhiều ngôi nhà khác nhau của Joe Biden vậy Và khi nào thì đột kích Thậm chí kể cả tòa bạch ốc Một điều chắc chắn là Những cái tài liệu đó không có được Giảm tính bí mật Hay là làm mất tính bí mật Donald Trump muốn ý gì? Donald Trump muốn ý là Joe Biden cũng giống như mình thôi Ở đây có sự tương đồng mà Joe Biden cũng đem tài liệu mật về nhà dạy văn phòng tư hay văn phòng tư hay nhà thì cũng nhà thì cũng là chỗ riêng của ông ta cũng cất giữ riêng vậy trong khi tao đây nè ta đây nè trước khi mà đem tài liệu mật của chính phủ về mà Alago cất giữ đó thì tôi nè đã giải mật nè đã làm hết mất hết tính bí mật chỉ cần suy nghĩ thôi ý đô Trump là như vậy nhưng mà thực ra đó quý vị thấy là chuyện này nó không có ta tương đồng Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, Joe Biden không có bị điều tra. Ông ta không có nhận được bất cứ cái yêu cầu phải giao nộp tài liệu gì cả từ cơ quan lưu trữ quốc gia. Đó là điểm thứ nhất, trong khi thì Trump bị điều tra. Cơ quan lưu trữ quốc gia liên lạc với Donald Trump mất nhiều tháng trời thì mới thu được 15 thùng tài liệu. Mà trong 15 thùng tài liệu này thì có tài liệu mật cho nên họ đành phải chuyển sang cho Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Năng nỉ có yêu cầu hợp tác có. Phía Donald Trump tỏ ra hợp tác nhưng mà thực ra vẫn còn cất giữ những tài liệu riêng, không chịu giao cho cho chính phủ kể cả khi mà họ nhận được trác đòi và cuối cùng dẫn đến cái vụ khám xét thực thi trác khám xét tại Malago vào ngày 8 tháng 8. Joe Biden không bị điều tra. Joe Biden cũng không có nỗ lực giữ tài liệu sau khi tình cờ phát hiện thì các luật sư đã liên lạc ngay lập tức với cơ quan lưu trữ quốc gia và họ giao trở lại cho cơ quan lưu trữ quốc gia bản thân hai chuyện này đã thấy rõ ràng là hoàn toàn khác nhau rồi nhưng mà cho dù vấn đề là gì đi chăng nữa nhưng mà đối hiện một đây là một cái thực tế chính trị đó là vấn đề nó sẽ gây khó khăn hơn cho bộ tư pháp khi mà họ đưa ra cái quyết định là có truy tố có đưa ra một cái bản cáo trạng dành cho Donald Trump hay không. Đó là cái khó khăn mà bộ tư pháp sẽ phải đối mặt. Cộng hòa và chắc chắn là ông Donald Trump, đặc biệt là những đồng minh của ông Donald Trump và những cử tri vẫn tin vào ông Donald Trump thì cho rằng là rõ ràng Joe Biden có điều gì khuất tất ở đây. Ông ta cũng đem tài liệu về các giữ riêng vậy vấn đề này sẽ rất là phức tạp và bộ tư pháp chúng ta thấy rõ ràng là bộ tư pháp muốn là mọi thứ đều minh bạch cho nên chính vì vậy mà họ đã lãnh đạo đã chọn một biện lý được donald trump đề cử được donald trump bổ nhiệm để thực hiện cái cuộc điều tra này để nó mang tính là vô tư hơn nhưng mà gì thì gì nếu mà không có cái vụ này thì những quyết định mà truy tố ông Donald Trump nó cũng sẽ dễ dàng hơn và bây giờ thì chắc chắn là nó sẽ có một số hậu quả chính trị và chúng ta chờ xem xem thử như thế nào tại California thì đã có một ông tướng gọi là tư lệnh vệ binh quốc gia đó là tướng Jeffrey à, McGram ông đã bị sa thải lý do ông đã sử dụng quân nhân tùy tùng của mình để chạy việc riêng, để đi mua sắm đi chợ cho mẹ mình hay là thậm chí ông ta còn bảo quân nhân chở đi khám nha sĩ mà quý vị biết là cả đi cả về đến 122 dặm, à 120 dặm. Nhưng mà đặc biệt là có những lời tố cáo là ông ta đã đặt những cái chiếc phi cơ chiến đấu F15C trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu để làm gì để là có thể sử dụng dọa đe dọa những người biểu tình dân sự và hương anh không có rõ là trước khi bị sa thải thì ông tướng này có bị điều tra hay không nhưng mà california thì đã sa thải cái ông tướng ông tướng của mình và à, thưa quý vị có rất là nhiều tin tức có rất là nhiều diễn biến diễn ra trong ngày hôm nay à, bạn bà... nhưng mà hương Nhan nhìn đồng hồ thì đã hết giờ rồi và hương nhân tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây và hương nhân những bản tin nào mà hương nhân chưa có dịp để chia sẻ với quý vị hương nhân sẽ chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày mai cảm ơn quý vị một lần nữa kính chúc quý vị ngủ ngon chuẩn bị đón một ngày mới xin chào và xin hẹn gặp lại.